trạm dịch vụ 23 Hưng Yên. Cúp cái ô vào không phải sức xe này ra đấy. Nào đưa ô đây gì? Trạm dưới chân này giống bên Hàn Quốc mọi người ạ. Nhưng mà nó không to thôi. Nhưng mà cái gì cũng có mọi người nhá. Nhưng mà hơi đắt ít nhất. Đắt so với mặt bằng chung ấy thôi, nhưng mà bình thường. Đi một vòng. Cần nước này. Dừa này. Đồ ăn thức uống này. Bánh mì à? Bánh mì cay này. Mình đến trạm dừng chân này ấy, thì là có phở mới có cơm này. Nhưng mà đây giá cả đấy nhá. Đắt hơn bình thường ấy. Đắt hơn bình thường. Đây giá cũng được ha. Đây là cơm này. Đồ ăn này. Đồ ăn mình đi muộn quá nên gần hết rồi. Đây, caramel của tôi đây. Ngồi đã mệt hơn cả diễn viên chính. Chào chưa, chào chưa, hai đứa chào chưa. Chào, chào, chào cô chú hề. Chào mọi người. Đỗ sáng đó. Ừ. Đây phở mình gọi đi nhá. Hai đứa không quay cho gì à? Nào, bắt đầu sang ăn giỏi nha. Sang ăn giỏi cho mọi người nhìn nha. Bắt đầu nào. Đây là người giỏi nhất ở đây nè. Đấy. Nghe tiếng sột sột chưa? Nhưng mà nói chung là mì ở đây hơi cao. Nhưng mà ăn nó đổi. Ăn ngon nè. Đây, đều đấy, cho người đấy. Nêm đây phở gà nhá. Đây chí trương đúng không? Đây chí trương. Chí trương, người Hải Phòng mình gọi là chí trương. Và phục vụ, ăn cho biết. Phục vụ mất đấy. Rồi, đáng nhau có cá tỏi. Ăn không ăn tỏi. Sáng giờ chưa ăn gì? Sáng nay cho ăn miếng thịt bò này cho nó có nhiều dinh dưỡng nhá. Ok, sáng của mẹ rất là giỏi. Ăn hết thịt bò đi rồi ăn mì con ạ. Mẹ ăn ít thì ăn thịt bò trước đi cũng được. Để mẹ ăn mì. Bà bán thịt sơ. Rồi lại quay sau. Quay cho ăn ạ. Có nhìn thấy chú không con? Có nhìn thấy chú không? Không nhìn thấy. Không nhìn thấy chú à? Xem, tập trung. Rồi, ok, okay. Mua cô. Lấy tủ sướng. Ngon đấy. Ngon đúng không? Ngon. Đói ăn gì cũng ngon. Giờ ăn thịt gà. Con cô gan thịt gà. Ba bậc thật. Sáng hai đứa ăn gì rồi? Bánh cuốn. Ăn là sao ăn miệng thật to nè. Con cháu mời cô thì chú bác ăn. Nhìn thấy xa rồi đấy. Mới đưa con một phút, hai phút ok. Đấy, cháu ăn giỏi chưa? Cháu tự nhiên. Tính hình đến gì là cả tiếng nhá. Đi quay xung quanh đây, nhờ ai quay chụp ảnh. Cháu ăn bát bé rồi em. Cháu chưa thịt bò. Nhờ ngon, toàn đủ chim hấp mà. Cháu ăn mì nhờ, cháu ăn phở ăn mì. Được. Chồng em mà xem ngon thì cũng đấy. Chả cũng là ngon ấy. Mẹ ăn không? Ừ. Ăn phở ngon hơn. Phở với ăn với bò mới đúng là ngon. Xong gọi một bát mà ăn. Thôi. Giờ đến Coca nhá. Đấy, đến Coca. Sao mà nó chuyện Coca, Coca ngon, Coca. Ngon đấy nhở. Cháu gái. Ăn bằng gì chứ? Bạn gì bác gato, cháu bác gato chứ. Đúng không? Nhưng mì thì hết nhanh lắm. Ờ, mì hết nhanh á. Sao giỏi nhỉ? Bật cửa xem hết đi. Được rồi, đi đi đi. Ông cứ hơi lớn hơn hớ rồi à. Quốc. Giỏi rồi cẩn thận.
không được đồ đồ đâu mà. Không phải được. Nó đút túi rồi. Sao? Sao đứng xuống à? Ngồi đây ngồi. Sao ngon luôn. À quên, coca ngon coca. Cháu rồi ăn ngon chưa? Sao để trên xe á? Mang xuống làm gì? Nói chung là cái trạm này ăn ngon mọi người ạ. Tí mình vào siêu thị mình xem có thể hai mình quay nhá. Để mất một tiếng vào đấy cho nào. Để ông kiếm về nói 5 phút. 5 phút. Bác lái xe bác đừng người đợi thôi. Hai con gấu chưa ăn gì à? Khoai hai con gấu à? Hai con gấu, hai con gấu chưa được ăn gì. Đây là đồ gì để cho mấy cô ca cháu ăn mua cho đấy. Thương thương hai bạn bấm nước ăn thì không cho gì. Mẹ để đây, mẹ để cả hai chị em đây này. Ăn nhanh nhỉ, lấy thêm cho San nhé, San sắp hết rồi. Hai chị em là San giỏi lắm. Cái kinh của hai chị em. Nếu may kiếm được tỷ vậy. Ui, nói khiếp. Ăn chậm luôn. San chậm luôn San ạ. Đó không nhỏ. Ba hay to ấy nhỉ. Cô có ăn thêm nước không? Nước dùng để ngoài đấy, cũng được. Nước dùng để ngoài hết. Thấy ở đây tây rất là nhiều. Đây chặn chân mà. Ờ. Người Việt ít à. Ở bên kia Hàn á, vào đông lắm. Ít. Đúng rồi, em nghĩ mà. Còn hết. Thì xác rồi. Đứa ăn thịt gà không? Ăn gà hay là ăn gà không? Ăn được không em? Không. Giờ nó sợ rồi. Thì ăn không? Nướng lên dai đúng không? Đưa mẹ ăn cho. Những cái gì hai đứa không ăn được cứ đưa gì nhá, thấy chưa? Đừng có vứt đi. Cái nào? Thịt bò. Cho ít mì ít ấy đi. Nè cho ăn thịt. Nè. Đây thịt đấy. Sang thêm thêm không? Thịt bò. Đây là trạm dừng chân của V323 siêu thị đặc sản. Đây là siêu thị đặc sản. Ôi mẹ ơi nhìn. Đây là các quà lưu niệm. Đây là bánh gai đặc sản Hải Dương. Mà nó gì? Được, con cứ ra, con cứ đi đi để mẹ xem. Chụp vào trong trước đây để quay bị. Ca. Ở đây dịch vụ tốt, dịch ăn cũng ngon. Được. Có nhà vệ sinh miễn phí luôn nhá. Ca đứng ngồi chị. Ở đây. Tôi đi coi cái nào. Ăn kem Hàn Quốc ấy. Ăn nhanh đi con, không nó chảy hết ra. Đây, cầm đây, thử. Mỗi người cái kem. Con mẹ biết không biết bật ấm, mở nhật mở cho nó luôn đi. Cho mẹ cái mini này. Bởi. Chết rồi. Đây cái gì đây? Đây con đưa hết ra đây, rồi ở đấy cứ bắt để gấu ở trong ấy rồi. Nó bẩn không? Cái vali nó mưa nó hơi bị nước ấy. Rồi chồng bà vậy con. Ngoan nhỉ. Hình như hai đứa quên gì. Hai đứa quên gì rồi. Thế vừa rồi vào quay chẳng quay cái gì à? Quay được một tí. Sáng xong rồi là gì à? Thấy cứ thích cứ sẽ hỏi hỏi nước nhưng mình không hiểu đâu. Sao chị không dí cho chỉ ra hai cái cây để chọn nước thì chọn một trang một chọn Pepsi không calo hay sao? Pepsi không calo. Không phải ông cô.